Hello, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục lại series solo squad của mình nhé. Ba ngày hôm nay thì mình toàn là chơi với thuộc dạng là người lạ với team up không à mọi người. Hôm nay đó mình sẽ quay lại với cái chủ đề quen thuộc của cái kênh mình nha. Đó, trời ơi, một team này, hai team. Ôi chết rồi anh em ơi. Máu này bay trong khu của mình. Ôi anh ơi, từ. Cái gì mà táp ghê vậy bạn? Ôi thôi nào, đừng có dí em. Đừng dí em anh ơi. Rồi vô đây bạn ơi. Vô đây không? Không vô đây. Không vô đây. Này thì bắn mình hả bạn? Bắn mình nè. À có tiếng chân chạy qua. Ôi bắn đi. Trốn mình bắn mình cái đã. Từ anh ơi, từ để em quấn băng đít xong cái rồi anh đái qua. Bây giờ anh đái em là em bị chỉ luôn đó. Hên quá, ông kia vẫn chưa qua. Rồi 6 giây nữa anh ơi. 4 giây nữa, từ anh ơi. Này. Mèo ơi là mèo, sorry mèo nha. Ok, team này clear. Mèo chạy đi đâu mà mèo chạy. Cắm đầu mèo chạy vậy. Mèo 4 nè anh em ơi. Ô, cái bên ở khu nhà chữ A chữ K bắn nhau cái gì đâu mà nghe cái như là bot bắn vậy. Ông nào bắn mình à, tiếng súng này bên này sâu trong này kìa thấy rồi nha bạn. Cho trái đất qua phòng bên này. Cái gì vậy trời ơi, nó bị xúc đạn anh em ơi, đúc nết nhưng mà nó bị xúc chán thiệt chứ. Tự nhiên cái xúc ra rồi bây giờ mình quăng lại này. Thái rồi anh em ơi, thái rồi anh em ơi. Không được. Ôi, ông nào công mình. Thôi nào bạn ơi, từ. Ông nào công mình anh em ơi. Không được. Thú cái đã. Đợi lên mình giết. Rồi nè. Một bạn. Hello. À, ông này làm gì đây? Nấp sau cái thùng gỗ à. Nấp sâu thùng gỗ ha bạn. Không đốt đâu à. Ơi trời, không có súng. Mình quên bắn cái súng. Bây giờ mình qua bên này mình bắn chết luôn. À, cái gì vậy? Bị két đá ha. À, lại nấp. Hello. Mình có súng gần đây mà. Phát chết luôn bây giờ đó, đừng có đùa. À, bên ngoài đồng đội tới cứu. Ai cho mấy bạn cứu? Ông chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Trời ơi, bơm máu ha. Còn một ông nữa đâu? Này thì bơm máu nè. Rồi, ông này cho đồng đội tới cứu đi. Cái S12K này gắn cái silent vào nghe. Cứ như là gái 18 vậy anh em ơi. Ngọt liệm mà dịu dàng. Tục. Được tạm bình nước, bây giờ mình ra mình lấy cái xe. Ôi anh ơi. Anh ơi bình tĩnh. Anh ơi. Trời ơi, anh làm em giật cả mình luôn đó anh ơi. Hú hồn. Anh
này, anh trốn trên này à anh. Chơi với anh luôn nè, bộ 4 solo với SKS luôn nè. Đâu, anh nấp ở đâu? Anh nấp ở chỗ nào? Anh chơi mà anh chơi nấp. Anh ơi, từ từ anh ơi. Hết đạn hả anh? Anh nằm như thế ai bắn được anh? Em bực mình là em chạy lên trên đồi kia em bắn anh á. Mày phải lên mày giết cái ông này, cái đạn này mày cay thiệt chứ. Trốn trên đó mà giờ. Lên trên đồi này xác định nha bạn ơi. Chết rồi, mù xương anh em ơi. Máy lên trên đồi để được cái mù xương rồi sao bắn đây. Thấy rồi nè. Nhưng mà chỗ này vẫn không bắn được, bị khuất. Và chạy cái đồi cao này. Chết rồi, sao lại mù xương đúng cái đoạn này. Đen thiệt chứ. Mắt cùng què này, bực mình ghê đó. Ôi. Rồi sao không chả thấy gì luôn. À đây rồi nha, thấy rồi nha bạn. Này này, nấp nè. EAV chip. Nấp ha bạn. Ba này không biết là mình quay clip lại anh em có thấy không, chứ mà trên điện thoại thì mình vẫn thấy nha. Anh em thấy cái clip mình không? Sương mù nó rất là trắng luôn. Còn anh em chơi trên điện thoại nó đâu có trắng đến cái mức đó đâu. Giờ tìm cái xe à. Lên khu nhà anh em ơi. Nhà trên đồi này có cái xe này. Chết rồi. Ôi what the hell, có người luôn. À. Ông nào đây? Bò lạc ở đâu đây vậy? Giờ này mà còn ở đây. Trời. Ông này không có nước luôn. Trận này toan rồi anh em ơi, toan thật rồi, không có đùa đâu. Toan thật rồi. Thì mà không có nước như thế này là mình chết. Bây giờ mình vô bò là mình phải tìm nước để mình nước nữa. Và là mình không săn người được. Ôi cái gì vậy, trước mặt mình có người đi luôn kìa, không biết ta thấy mình giữa ta. Ôi cái gì vậy bạn, dừng lại thu phí bạn ơi. Rồi. What? Ông này cũng không có. Thôi chết. Không có nước. Kèo này căng rồi anh em ơi. Có nước anh em. Trời ơi, mình còn vô bo cái đạn. Anh ấy hồi nãy tính dừng xe lại chơi mình luôn chứ. Anh là mình né mình chạy kìa, ông nó không bắn. Rồi. Mình chơi 70% máu anh em ơi. Kiểu này là chết rồi. 70% máu à, khó chơi rồi. Chạy vô Bosinki đi tìm một cái lon nước cái đã. Không có nước có mà đụng đó. Không có tiếng trăng anh em ơi. Trời má, có người. Má ơi. Có người luôn. Tiếng trăng, anh em ơi. Chăng anh em. À đây là thấy rồi. Kia nè. Ôi. X6 mình đỡ là sấy anh em ơi, mình đỡ là cho độ ngắm. Ngắm bắn. Để bắn snipe đó. Hồi nãy mình bật lên phát không anh. Ui ông này. Bò ha bạn, rồi ngon. Shipper chân chính của làng Bubsy là đây. Đang thiếu thốn là tài nguyên là ship ngay mình hai ông liền. Đúng là cuộc đời mà. Trời không phụ lòng mình mà. Không biết có nước không đây. Nước là buồn lắm nha. Rồi được một lon tạm uống. Có cần uống không?
vô nhà Dotomon trước mặt mình luôn. Mấy khu nhà này, nhà Dotomon là thường có người lắm. Ôi, có người luôn. Con nào anh ơi, từ anh ơi. Từ từ anh ơi, nói rồi anh ơi. À, kêu cầu thang. Đây đây bạn ơi. Chơi cầu thang ha bạn, Sơn Black. Ôi, nhà bên này có tiếng trăng. À kia rồi. Ha ha. Không, không gọi đây. Rồi sao ngồi chỗ đây mình bắn xuyên đầu luôn nè. Này thì công nết nè. Tháo nguyên sinh. Tháo nào mai giờ không chạy qua. Gặp cái ông nào là hút xác mình đồng hồ mai giờ rồi đó. Rồi lúc đồ giàu rồi anh em ơi, mời 49 luôn mà. Quất luôn sợ gì. Đó. À, thôi. Bắn 14 đi, mình có cây S2K rồi mà. Còn nếu mình tụt tí nữa là mình chết luôn đó. Tụt cái ốc đầu tiên anh em ơi, bị mít. Hơi là trúng được một hai viên gì đó. Giấu xe luôn ở trong nhà luôn. Ông kia bỏ trốn đâu rồi ta? Thì nó ba nó ba. Nhặt luôn. Đỡ được một viên ca mà. Ôi ốp, ốp anh mà. Ốp mà thôi. Không chơi đâu. Lỡ hứa anh em là chơi S12K rồi. Không thể nào thắt hứa được. Giờ chạy lên cái nhà đồ 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 cho đồi nè. Đó. Cướng NW này. Anh em mà muốn mà chơi game này gió thì anh em phải thuộc map thì mới cứu được cái địa hình được và tìm người nó mới dễ. Chứ không là bị chết liền à. Ôi có người luôn. Ôi. Vãi mà ông này bên ngoài. Một ông này. Còn ông bên cục đá nữa. Rồi. Ô bên ngoài này còn người luôn. Cú đồ anh em ơi. Căng rồi nha. Bắn ngay vậy ta. Rồi rồi bắn này bị lừa rồi. Nghĩ là clear rồi. Đây là chạy vô lút đồ này kia kìa, chạy trống này. Chạy trống kìa. Chạy trống thì gạt giò luôn. Còn máu bên đó. Vậy là mình đợi xíu rồi công qua luôn. Ô công luôn anh em ơi, công công rồi đi cướp thích. Má ông cũng chơi luôn đó. Bây giờ là chơi khô máu luôn đó. Mất sâu cây à. Nghi lắm mà nha. Để mình dòng sang bên này đi. Rồi. Để nào có một ông à. Ôi có một ông anh em ơi. À đây rồi. Trốn trên này nè. Tuấn hay là Tuấn. Nhà mình đang ở sát thiên bò mà. Ông kia sẽ đâm đầu vô. Còn 10 người nữa. Ôi trận này có vé ra cũng được 30 kill đó anh em ơi. Mai giờ mình cứ tưởng là ít kill chứ. Nhưng mà cũng được 30 kill đó, không có đùa được đâu. Kìa tính kìa. Ui đây đây đây. Một ông này. Ha ha. Rồi nấp sau đá ha bạn. Này thì nấp nè. Ủa chạy chạy chạy. Vẫn chưa biết mình có người trong này. Thôi bye bye bạn nha. Chạy đâu mà chạy ghê vậy bạn ơi. Có xe luôn. À chỗ này nhìn được không thích nè. Chắc là không bắn tới rồi. Ủa mình đâu có bắn ốp đâu mà giữ chỉ 8. Chỉ cày kêu thôi. Bây giờ là bên hồi nãy bắn xuống thích bên phải phải không? Phải là bây giờ chạy xuống bên phải nè.
nãy tìm được. Ôi trời ơi, giật cả mình ông này. Phù nhìn ghê chứ, rồi đuôi da. Rồi bây giờ mình đi quét tàu bò. À đù, có xe luôn. Con nào nấp trong này à? À không có. Bên dưới này có người nè anh em ơi. Có người này. Ui một ông nằm đây. Rồi gạt giò luôn. Bên dưới còn một ông nữa. Nãy sờ móc là dưới tim khác nó móc. Giờ có lên cứu bạn không thì nói một tiếng này. Đúng rồi, đã sờ móc lên cứu đi cho cơ hội đó. Hay lắm, chơi đồng đội như vậy đó. Rồi lên cứu đi bạn ơi. Cứu đi, nhanh lên. Nhanh lên, chỉ một phút nữa là bò thu nè. Rồi đây rồi. Rồi. Tự dưng ai cho bạn lên cứu ngon lành vậy. Còn 4 ông nữa anh em ơi. Bây giờ chạy vô trong khu nhà này. Chắc là trong khu nhà đó luôn đó. Trốn hả. Rồi let's go anh em ơi. Thôi mà mình cần nhặt thêm một cái đạn ha. 5 nữa đi. Lỡ lát nữa nó hết nữa thì phí. Rồi. Ủa khu nhà này hồi nãy của mình mà. Aeromon cũ của mình mà. Phải. Cái tướng là ở bên phải này chứ anh ơi. Ôi. Giờ này là hạn chế là đâm xe vô coi nhà này mình. Đâm phát là bị mấy tên khác nó bắn chết luôn đó. Vẫn chưa có ai vô à. Chắc là thấy nhiều xe quá sợ à. Thôi dừng lại chết đi anh em ơi. Chết bên phải bên trái này. Đây có cái xe luôn. Chưa thấy gì hết. Rồi rồi trên đồi. Ha ha. Ui ông mấy người giết thành như nào anh em ơi. Ông này giết hết người rồi. Mình lên giết cái đã. Bắn yếu máu rồi. Ôi. Cái gì vậy? Chết luôn cái ông kia rồi anh em ơi. Rồi còn lại hai ông à. Ôi tiếng trăng vừa hiện trên cái map. Rồi ông này ở gần đấy anh em ơi. Nó ở đâu? Rồi thái rồi sâu cây. Sâu cây. Sâu cây. Rồi. Nấp sâu cây này bạn ơi. Ui không được, đẩy không được em ơi. Ông này có cái cây đẹp quá. Đẩy lên là bị bắn chết luôn đó. Phải chi công bằng đất. Rồi chết. Ok. Còn một ông cuối. Anh em thấy không, chạm 100 cái là mất kill liền. Hãy tính nhăm nhăm được 30 kill mà bây giờ còn có 7 kill à, mất 3 người. Ôi bao bây giờ thu lên bên trên kìa. Trên này con mình đi leo lên chơi luôn. Con lên cho mình bên đó thì mình sẽ đi quét map bên trên đó. À thấy rồi nha con ơi. Ôi đi đâu vậy, đi đâu vậy, đi đâu vậy. Trời nằm kìa. Really? Ông đùa à. Thật để, mình để xem thử ông này ông làm gì. Ông chưa biết mình ở chỗ này đâu. Bây giờ chơi cái trò gì đây. Bỏ lui à. À đù. Này thì không nết. Ok.
Như vậy là video mình kết thúc ở đây. Nếu mọi người thấy video này hay nha thì đừng quên là bấm cho mình một like nha. Và bạn đang chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Goodbye.